đây là an toàn, còn bên này là có tình cảm một chút. Để sau khi mà bước ra ngoài cuộc sống á, chưa bao giờ em cảm thấy mà có một cái tình cảm thật và vui về sau cuộc sống của em. Cảm giác nó rất là chân thành, qua một rất là nhiều trầm đời dập lên dập xuống thì rất là khó muốn gặp một người nha. Nếu mà anh vẫn là cái tình cảm chân thành như ngày xưa, như ba năm trước, em đang định nói đó là thời điểm đó thì như em nói là em vẫn cho anh cần một cơ hội. Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Love House, ngôi nhà chung gặp lại thanh xuân. Và hôm nay chúng ta sẽ được gặp lại những cựu thành viên của mùa 6, một mùa rất lâu về trước rồi. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là thành viên mùa 6, tên em là Huy. Nguyễn Quốc Huy, 29 tuổi, hiện đang là huấn luyện viên kickboxing, Muay Thái, đã trải qua hai mối tình. Nguyện vọng của mình đến đây là để tìm một nửa của mình, mà có lẽ mình không biết là đang ở đâu đó trên trái đất này. Mình hy vọng là hôm nay mình sẽ tìm một nửa của mình sẽ nằm ở trong chương trình này. Mình hy vọng là gì? Mình rất là kỳ vọng. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tâm. Nguyễn Thành Tâm, 29 tuổi, hiện là huấn luyện viên thể hình, có 4 mối tình. Mục tiêu của mình là, cái thứ nhất là có thêm những người bạn và có những cái trải nghiệm cùng với chương trình. Cái thứ hai nữa, nếu mà may mắn thì mình sẽ biết đâu đó mình sẽ tìm được một nửa của mình. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thiếu Lan. Thiếu Lan là thành viên của mùa 6. Nguyễn Thiếu Lan, 21 tuổi, có nickname là Mèo. Công việc hiện tại là người mẫu, có một mối tình, luôn quan niệm yêu đi rồi biết. Vì muốn đi kiếm một cái cảm xúc gì đó khác lạ một chút, kiếm một cảm giác thật, thì mới tham gia chương trình Love House này để xem coi mình có may mắn gặp được một nửa của mình trong đó hay không. Với một cái lý do đặc biệt nào đó mà mùa 6 á, có 8 thành viên, nhưng mà khi mà chúng tôi liên hệ thì vì nhiều lý do làm sao á, chỉ có 3 thành viên ở đây đến được. Và trùng hợp làm sao mà 3 thành viên này lại là 3 con người khá là duyên nợ với nhau. Thì sau khi rời khỏi chương trình thì đa số khán giả đều muốn biết xem là câu chuyện của các bạn đã đi về đâu. Nhưng mà hôm nay thì tôi quyết định sẽ đi hơi ngược một chút xíu. Chúng ta sẽ tạm thời không biết câu chuyện hiện tại của các bạn một chút. Chúng ta sẽ lên ngược về quá khứ trước. Bởi vì từ trong quá khứ đó chúng ta sẽ mới đi tới hiện tại bây giờ. Các thành viên đều đã gửi đến cho chương trình những cái mảnh ký ức của mình. Ký ức đầu tiên đó là... Vậy là anh chỉ mới tìm hiểu em thôi, anh chưa là người yêu em đâu á. Mà anh mới nghe như vậy thôi. Trời ơi, tôi ăn kìa trời, cái gì ăn gì mà tham anh nữa vậy. Vậy em mới nói là em đang hỏi, chưa nói cái chuyện mà cái câu chuyện giữa hai con đường mà em nói anh á. Còn cái miệng này, miệng lạ kìa. Nó nhịn, nó dữ, nó nhịn. Miệng nhịn mà. Gọi là con cớn mà, hồi xưa anh bảo em là con cớn mà. Hai con đường á, một con đường là anh tự quyết định được, anh có khả năng điều khiển nó nhưng rất là bình ổn, nó gọi là yên bình, nó bằng phẳng, không có gì chắc chở cả. Và anh muốn đến cái mức độ đó, và cái đó là anh thực hiện được. Còn một cái là trên một con đường rất là nhiều cảm xúc, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, rất là nhiều cái đặc biệt mà ý là trong đời anh có thể là chưa từng trải qua bao giờ. Nhưng mà đến cuối con đường thì nó sẽ là địa ngục, nó không có kết quả. Thì đó, anh chưa nói em cái vụ đó. Em thật sự hầu như em hỏi, đúng là ai mà tiếp xúc em ấy, em đều kêu là em rất là rắc rối. Mà thực ra em rất là nhạy cảm á, anh thấy rắc rối rồi đó. Anh biết, anh nhạy cảm, nhưng mà vấn đề là cái chỗ là khi mà tình yêu nó, tình yêu nó tùy từng giai đoạn đó, để mà nó hình thành lên cái cảm xúc. Thì dù sóng gió thế nào, nhưng mà nó là không có thay đổi được. Dạ. Còn khi mà đã có sự nghi ngờ lẫn nhau hoặc là không tin tưởng nhau thì chỉ cần một hành động nhỏ thôi là đã nghe. Chỉ cần một giọt nước thôi thì nó đã đủ tràn ly rồi. Dạ.
sao mình vừa ăn vừa nói vậy ta? Và đồng thanh đúng không? Chèn ly. Có vẻ ăn ý với nhau á. Thì từ đó tôi mới có cảm tình đó chứ dễ gì. Thôi cái này là đang rót mật kìa. Đang rót mật. Ai rót mật? Thì Lan thì đang rót mật tâm á. Anh nghĩ hả? Ừ, đang rót đó. Mấy bạn trẻ bây giờ nó gọi là thả thính, mà thính thì nó nhẹ nhẹ á. Thường thính bây giờ là người ta nặng, người ta nặng quá không thả cái giật mình liền, còn thính này thính rất là nhẹ, đâu biết đâu, cứ thả mà người nghe đâu có biết. Cảm giác mình tội lỗi vậy ta. Con truyền thính vô trong miếng ăn á, tôi ăn vô tôi nuốt vô đó. Ê, thính trong này rồi, anh đi cưng, anh đi rồi dính thính, anh đi vô kìa bạn. À, hèn gì sau bữa ăn này là bắt đầu dính luôn đúng rồi. Ok, tiếp theo, mời chiếu clip ạ. Anh nhìn em kiểu lúc nào anh nhìn em cũng có cảm giác gì đó rất là chiều mến. Nhưng mà em lại kiểu giống như là em không có thể đáp ứng đủ á. Em sẽ không thể đúng gì so với tình cảm của anh. Em đang rất là... Em cứ vui vẻ. Ừ, nghĩa là em vui vẻ là được thôi. Do tự nhiên. Ê, lúc này có thả thính không? Chỉ nói chuyện chia sẻ thôi. Em cũng chia sẻ với anh mà. À, ví dụ mà chị thích anh không thích người khác thì anh có còn thích chị ấy không? Ồ, hỏi đúng quá nha. Thấy em tâm lý không? Không thích gì. Không, ví dụ em chỉ thích anh, không thích anh nếu mà không có ghi thư cho anh Sơn ấy. Thì anh có kiểu sẽ tấn công chị ấy và tìm hiểu chị ấy không? Cái thời điểm đầu tiên hay giai đoạn bây giờ? Từ ý là em đang nói thời điểm đầu tiên á. Nếu mà không ghi thư cho Sơn. Đúng rồi. Không ghi thư cho ai hết. Thì anh có tìm hiểu chị ấy không? Có. Rồi dạ bộ ghi, ý là ghi thư là một chuyện, tại vì cái đợt đó là anh là bị sai lầm một điểm, là anh cứ nghĩ là thật sự là để sao nói chuyện đừng có bứt môi như đi. Cảm tình thích rồi. Đúng rồi. Hay là nói, nếu mà thôi thích thì thôi cho người ta đến với nhau thì mình xen vô kiểu gì. Anh khùng, cái đó anh sai, anh chỉ biết thôi đúng không? Cứ như đi hỏi dò người ta. Giống như là anh có một cái nỗi sợ sâu sắc như chuyện mà ta đang quen nhau mình vô mình làm kẻ thứ ba. Không có sợ sâu sắc nữa. Anh không muốn là hai người đó bị tổn thương. Vì ở ngoài vẫn còn rất nhiều người mà tại sao mình phải mắc mớ gì mà tiền ta đang quen nên những cái gì chọc chọc vô làm phá vỡ hạnh phúc người ta, làm đau khổ cả hai. Anh mang nợ cả đời hai người. Nhưng cho giờ anh mới trả được. Từ cái ngày hôm qua mình đi tới đây, mình chưa có cái dịp mà kiểu như ngồi như vậy nè. Tự nhiên giờ tranh thủ ngồi. Hôm qua đang ngắm sao cả buổi, muốn gì nữa? Hả? Đòi hỏi thêm hả? Cảm giác không đủ á. Không bao giờ là đủ. Thật đó trời. Thật luôn hả trời. Thật sự là cái cảm giác, không phải anh ấy nói là cái cảm giác không bao giờ là đủ á. Là cái cảm giác muốn làm cho... Muốn làm cho anh muốn làm cho em vui á. Anh nói không lúc nào anh lại không muốn làm cho em vui. Cái cảm giác là cũng muốn... Nhưng anh có buồn không? Không. Anh làm anh thấy em vui, anh vui. Này tôi đang ngại nè. Em ảnh tôi đánh quá lớn. Làm cho cũng còn hạnh phúc giống như hôm qua thấy anh nói. Không biết cách. Trước giờ anh hay làm vậy không? Có. Nhưng chỉ là level nó hơi thấp xíu thôi. Đây là ký ức mà bạn Huy đã gửi về cho chương trình. Thì cho hỏi là Huy sao lại chọn ký ức này nha? Em nghĩ là nó đẹp đẽ và nó nhẹ nhàng. Em cảm thấy tình cảm này nó lúc này nó giữa em với Thiếu Lan thì nó khiến em cảm thấy hạnh phúc. Người xuất hiện xuyên suốt trong cả hai cái ký ức này. Bạn có cảm nhận như thế nào? Nếu mà coi qua hai đoạn clip này, ý ở lúc đó, em ở thời điểm đó sẽ là cái việc nào muốn tìm hiểu cả hai. Chia sẻ những câu chuyện, nhưng mà ở thời điểm hiện tại em nhìn vô thì khi mà em nói chuyện với anh Tâm sẽ là kiểu lắng nghe, được lắng nghe, em được chia sẻ, rất là thoải mái, đúng, rất là an toàn, cảm giác là như vậy, nên em mới khóc được với anh. Yes. Còn anh là anh Huy,
cũng giống như trong clip anh nói, đúng kỷ niệm anh thấy luôn. Anh thích làm em cười. Ở hiện tại và tương lai thì về cái sự mà connect mà kiểu dạng hợp ở thời điểm đó, nó không phải là chia sẻ, nó là kiểu em hỏi dò anh còn thích chị Tuyết Anh không kiểu đó, để em còn biết được. Xong rồi anh thì anh cứ làm, anh không quan trọng, anh chỉ muốn làm em cười thôi. Lúc đó em vui thiệt khi ở bên cạnh anh thì đó. Thì lúc ở bên cạnh anh là cảm xúc như vậy, còn bên cạnh anh là cảm xúc như vậy. Đây là an toàn, còn bên này là có tình cảm một chút, kiểu nó hơi đưa đẩy nhau, xong rồi tìm hiểu nhau, xong rồi kiểu đó, hạnh phúc. Hai cuộc hẹn vừa rồi nó gần như là tóm tắt cái hành trình của Thiếu Lan trong chương trình luôn. Tới cuối cùng nó dẫn tới một cái đoạn ký ức khá là quan trọng trong chương trình. Ủa là ai vậy, không biết. Anh là ai em không biết. Anh phụ phàng. Anh có món quà em muốn. Anh muốn. Lúc đó em còn thấp hơn hình. Nó mà có ý đồ chứ, người ta đâu có nhận quà Lan vậy đâu. Là có mục đích gì anh mày nói em biết chứ, lỡ cầm trong bao mìn trong đó rồi em mở ra em lan thai em sắc thì sao? Không có. Em cứ mở đi, không có gì hết. Con chó hả? Thằng mèo. Em mở đi. Em mở hả? Em mở đi. Em mở hả? Ok, mở. Điệp khúc. Oh my god. Theo thông tin bên lề thì chị Ngày đã mất hết nguyên một buổi sáng. Từ 5 giờ sáng tới chờ thủy chiều lên. Oh my god, là đó. Ủa gì vậy Lan? Cái kẹp rồi em nói em rớt bị dưới mấy cái vách đá. Em rớt xuống tiếp dưới vách đá dưới chân luôn. Không hiểu, sao anh bỏ được thế rồi em không hiểu luôn á. Tình cảm dạt dào á ha. Thiếu Lan cũng không ngờ rằng Huy đã thức dậy từ rất sớm để đi tìm lại chiếc kẹp tóc mà cô nàng rất yêu thích. Có ốc biển nó thầy nào sáng thấy ông cứ lụm rửa gì đó. Dạ thương quá à. Cái gì cây chim không? Cái kẹp tóc không vậy? Không, em chỉ nhận vậy thôi nha. Anh chưa nói gì đó, em không biết là em kẹp thôi á. Sao lúc đó em hoạt náo dữ vậy Lan? Lúc đó sao tăng động nha? Mới có 19, 20 tuổi đó, 20 tuổi à. Không ngờ luôn đó em tụi. Tụi dẫn chơi sao không ngờ được thấy rồi. Rồi, dân em hết tay luôn. Được anh ốc luôn kìa trời. Em cảm ơn anh nhiều. Rất là nhiều. Anh hả? Anh có điều muốn nói. Em thấy em có lỗi. Lỗi hả? Giờ mới thấy hả? Lúc đó là sao? Anh muốn mình hãy cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Em có đồng ý không? Ý anh là cho anh cơ hội để tìm hiểu đúng không? Anh muốn là cho hai chúng mình cơ hội để mà tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Ok, cho anh vẫn cho em. Ừ, đúng rồi. Ngay sau đó, Tâm cũng bất ngờ nói với Lan những điều từ đáy lòng mình. Bố mình đẹp vừa hộp quá. Còn bó băng này thì hơi đặc biệt chút xíu. Tại vì là dành cho bạn Lan. Đi trốn. Đi trốn. Sao lại trốn? Không, đây. Kẹo mà. Kẹo không? À. Sao giây phút đặc biệt? Xấu hổ. Em không biết anh cũng quê lúc đó. Em biết mà em cảm ơn anh đã dũng cảm đến đó mà. Đây anh có một bó bông tặng em. Bông hoa màu trắng, có một bông màu đỏ. Em đang định hỏi ý nghĩa của nó. Bông hoa màu trắng tượng trưng cho cái sự tinh khiết, sự thuần khiết. Mà cũng hoa diện đỏ, dữ vậy. Tượng trưng tình yêu. Lãng mạn. Và anh mong là thời gian tới thì nếu có... Thật đó. Nếu có duyên. Trời ơi. Thật đó, anh nói thật đó hả? Anh nói thật, anh... Thằng em. Trước cuộc tỏ tình của cả hai chàng trai một lúc, Lan sẽ cần có thời gian suy nghĩ cho quyết định của mình. Sao Lan?
Không, thì em cảm thấy mình nói chuyện hơi chưa có phải lẽ cho lắm. Có gì nghĩ gì là nói ra liền, không suy nghĩ gì á. Nói lên luôn, hơi kỳ xíu. Mà không ngờ là cũng được hai người thương vậy. Tuy là với cái là vẻ ngoài nhí nhảnh lý lắc đó đó, thật ra là nếu mà nhìn kỹ hơn một chút xíu nữa, mình sẽ thấy một cái sự bối rối ở trong đó. Là cái cô này đang nhí nhảnh lý lắc, là thật ra là cổ đang bối rối dữ dội đây nè, cho nên cổ mới nhảy tăng 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 như thế này nè. Tăng 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 đó. Thì lúc đó sao bối rối dữ vậy Lan? Thì thích. Thật sự là rất là thích. Rất là thích luôn. Kiểu cùng một lúc được hai nhiều người thương á. Kiểu em là từ nhỏ đến lớn là toàn nhận sự yêu thương từ phía bên ngoài nhiều hơn. Mà em thì rất là thích cảm giác gia đình. Và gia đình thì chỉ có đến từ ba mẹ, anh trai ruột hoặc là người yêu. Và lúc đó thì em chỉ có đúng một hy vọng là về người yêu thôi. Nên khi mà có hai người anh trai thương mình thì anh sẽ có một gia đình vui vui kiểu đó. Cảm giác như vậy. Và sau cái sự tỏ tình này thì dĩ nhiên là Thiếu Lan sẽ có một cái suy nghĩ rất là khó khăn. Chúng ta đã được xem rồi, nhưng mà thôi bây giờ thì hãy thử xem là một lần nữa xem cái giai đoạn ấy nó đã diễn ra như thế nào nha. Hiện tại thì em có suy nghĩ khá là nhiều. Không phải suy nghĩ bây giờ nữa, chỉ là không ngờ là hôm nay em thấy hai người cùng một lúc. Dũng cảm thật. Em nghĩ là chỉ bâng quơ thôi cho xong rồi qua thôi. Em cũng không, em đã nói thẳng mặt anh Huy à. Nghe không? Phụ phàng. Em thẳng thấy cái vợ của em lúc đó là nghĩ gì nói luôn. Anh thì em đã kiểu ra tín hiệu là mình sẽ có hoàn cảnh một chút. Còn anh Huy là lúc mà anh kêu nay em tỏ tình em đó, em không đồng ý anh đâu, nên tỏ tình em điều đó. Mà hôm nay vẫn làm hay thật, chắc hôm nay anh đổi chính hột. Hôm nay ngày thứ ba, em không nghĩ là anh một lần nữa hỏi em rất là kiên trì và em hiểu được tình cảm anh nhiều như thế nào. Anh có thể, em rất là quý cái những gì mà anh dành cho em, nhưng có thể anh sẽ dành cho một người khác, một con gái khác, họ sẽ thấu hiểu anh hơn. Những lúc anh cần em, những lúc anh muốn hỏi bên đấy gì đó hay là anh muốn nói chuyện, chính xác em sẵn sàng ngồi và lắng nghe anh nói. Sao không thấy đâu hết? Tại em không thấy đâu với anh bình thường mà. Em vẫn nhắc lại là anh nên tiết kiệm thời gian và dành cái đó cho mình. Nói chung là anh cũng không có đặt nặng vấn đề đó quý. Nhiều. Dạ. Đó. Sợ anh buồn hả? Đúng là sợ anh buồn hả? Sợ anh buồn nha. Em hiểu, em thấy mệt mỏi. Tôi mệt mỏi quá rồi. Giờ kiểu thấy mình có lợi thế. Nhanh nhanh mặt lên hả? Có đáng luôn. Thì anh nói là anh tìm hiểu em đúng không? Chúng ta cùng tìm hiểu. Nếu mà lúc đầu anh nhạy cảm mà anh quan tâm em trước thì anh thì có lẽ là nó sẽ nhanh hơn á. Là về sau này anh ra ngoài anh tìm hiểu em sẽ khó hơn. Leo leo. Trong giới rất là phức tạp. Thứ nhất, cái hai là em cũng buồn muối thích thường. Rồi cái trong cái giới phải có những thiệt thòi riêng mà mình phải thông cảm cho người đối diện được. Em vẫn cho anh cơ hội tìm hiểu. Tại vì anh chưa làm em buồn thôi mà. Mình vẫn chưa phát hiện ra là anh có cái gì mà em ghét nữa. Nên kiếm hiểu. thì đó. Thì em sẽ cho anh cơ hội tìm hiểu. Về sau này ra ngoài nếu mà mình ví dụ có cơ hội thì mình tiếp tục đi, còn không thì anh với em sẽ đi con đường riêng. Một nghe riêng cái buồn nữa. Người ta nói thường bắt đầu một nụ hôn kìa. Không có hôn. Hôn tay. Tìm hiểu thôi. Ok. Hôn tay cũng vậy. Tinh tế. Thường phải quỳ xuống nữa. Mày vậy. Nói gì làm đó. Lúc đó em thấy gì vui gì thương. Lọ lem nha, lọ lem. Đầu dài pha lên. Và sau đó con lọ lem sẽ trở thành công chúa. Dạ em.
mình rơi em cho anh đủ là anh sẽ sói em. Chứ còn gì nữa. Chút hay lại cho quay nhau. Anh vẫn còn sẽ sói em. Anh hả? Không nói là anh hả? Em nói anh hả? Ừ, em nói anh đó. Anh đừng có đợi sẽ sói em. Sao vậy? Anh đã cho Vi một cơ hội để tìm hiểu. Vui à. Kết thúc một câu chuyện tình cổ tích thật đẹp của nhà châu. Thế là kết thúc một chặng hành trình của ba người. Và như mình nói từ lúc đầu là cuộc gặp hôm nay hình như là một cái duyên nợ. Một duyên nợ của ba người. Thật sự thì ekip cũng không có cố tình đâu. Kế hoạch ban đầu của ekip là sẽ liên hệ với tất cả các bạn. Ai mà có thể đến được thì cứ đến. Nhưng mà tới khi cuối cùng thì chỉ có ba người này. Và kiểu ba người chọn clip cũng rất là mút câu chuyện. Người này lý do tại sao, người này lý do tại sao, ba người này kết chuyện. Cũng hợp lý mà ha. Thật sự. Và trong lúc mà xem lại cái đoạn ký ức này, anh có nghe loáng thoáng cái gì đó mà thật sự ra anh đâu có gặp lại em. Thật sự ra gì đó tự nhiên ha, anh hay nghe đâu đó ở cái khoảng này nè. Cái gì mà tự nhiên gây ra sự tranh cãi đó vậy? À, tức là lúc trên đoạn phim mình coi lại là nói là sẽ gặp nhau sau chương trình thì mình có thể là gặp nhau để chia sẻ là một người bạn, nhưng mà sau đó thì lại là hết chương trình thì lại là không có liên lạc và không gặp nhau. Bạn này nè, bạn này đâu muốn gặp đâu. Bạn này không nói gì nhiều hết á. Bạn này là người nói là cái câu là ủa sao sau đó anh không tâm sự với em, thì anh em không cần gì phải nói chứng minh gì hết á. Mình cảm giác như thế nào thì mình làm như vậy thôi. Đó đó. Nói chung ngay từ đầu tới giờ thì Tâm vẫn luôn nói Tâm là một cái người thích thì làm theo cảm xúc của mình. Còn về câu chuyện của Lan và Huy thì sao? Sau cái hôn tay đó và lời hứa ra ngoài tìm hiểu thì câu chuyện tiếp theo thế nào? Ai mới thở dài vậy ta? Không biết nói như thế nào cho đúng. Nhưng mà coi lại từng clip, từng cái khoảnh khắc trong này thì nó rất là đẹp. Khi mà em coi xong này, em nghĩ lại đến sau khi mà bước ra ngoài cuộc sống á, chưa bao giờ em cảm thấy mà có một cái tình cảm thật và vui như vậy về sau cuộc sống của em. Em cảm giác nó rất là chân thành. Và em tự trách mình một chút. Vì những cái khi mà em bước ra ngoài chương trình em có nói anh nghe á, em sẽ bị cuốn đi. Và em không giữ được cái sự chân thành đó. Đối với em như vậy, em còn nhớ hồi coi xong nhớ đằng sau hình như là mình cũng vẫn có tìm hiểu nhau một thời gian. Và em mà nhớ anh còn mua em một cái hộp thuốc, dầu cá. Anh mua em hộp dầu cá mập. Nhớ em nói bị cái gì á. Mắc hả? Biết. Em biết nó mắc mà nên em kiểu em nghĩ là mình tại vì anh trong khả năng của anh lúc đó chứ chắc. Không phải mắc mà là bị đau mắt. Ok. Tụi mình nghĩ nó nhiều mắt đúng không? Nhưng mà nó cũng giá trị, anh hiểu không? Mà trong khoảng thời gian đó thì mọi người cũng đâu có nghĩ, em cũng đâu nghĩ là anh nhiều khi anh đã cho hết của anh cho em. Chắc là lúc đó là anh Huy che em là mắt hay mờ. Uống cho nó sáng mắt. Cho sáng ra là nhìn thấy anh đúng không? Em nhớ hoài tới giờ là em giữ đến nỗi mà em uống đâu hết thôi vẫn giữ. uống hoài mà uống sáng. Tại vì nó nhiều quá. Là sao? Ý anh là giờ sáng rồi nha. Đừng có chọc em nữa. Qua một rất là nhiều chầm rồi đời dập lên dập xuống. Thì rất là khó muốn gặp một người nha. Giờ em sáng mắt chưa? Sao mọi người ơi? Ý anh là kêu em sáng mắt chưa hay là ý anh nói là em nhìn thấy anh chưa? Ra là ý anh đáng lẽ vậy. Lúc đó phải uống thêm mấy hũ nữa. Anh quá. Anh ta mà. Thì thật ra nãy giờ người ta hỏi hoài là sáng mắt chưa, thấy người ta kế bên chưa. Thì em nói giờ anh hỏi em là sáng mắt ra là kiểu sáng mắt thiệt hay là thấy anh chưa. Thì đây. Mà ý anh đâu có nói vậy đâu thì thôi. Đã bao lâu rồi Huy và Lan chưa gặp nhau nhỉ? Dạ 4 năm. Đã 4 năm rồi chúng ta không gặp nhau. Rõ ràng đã có một cái gì đó khiến cho câu chuyện không thể tiếp tục được nữa. Và bây giờ duyên số rung lưỡi cho chúng ta lại ngồi lại đây với nhau một lần nữa. Cho hai con người đã từng, một người nhận hoa, một người nói lời tỏ tình và nói những cái lời hứa với nhau. Bây giờ hai con người ấy ngồi lại đây với nhau. Không chắc gì ngày mai gặp lại nữa. Không chắc gì tháng sau hay năm sau hay là 4 năm sau lại có cơ hội ngồi lại với nhau một lần nữa. Chưa chắc. Giống như Thiếu Lan đã từng nói, những chuyện xảy ra trong chương trình
chưa chắc ra ngoài chúng ta làm lại được. Cho nên hiện tại là quý giá nhất. Tại chỗ này, muốn nói gì nói ngay, cỡ 10 phút nữa là không còn cơ hội. Mất tiêu. Mất tiêu. Mất tiêu đó, thiệt mất tiêu á. Bắt cá về nuôi chứ làm. Nếu anh vẫn là cái tình cảm chân thành như ngày xưa, như 3 năm về 3 đúng, năm đúng. Trước. Em đang định nói đó là thời điểm đó. Chính xác. Thì như em nói là em vẫn cho anh cần một cơ hội. Sau lúc mà mình tìm hiểu xong và dừng lại đến khoảng thời gian hiện tại, anh đã yêu ai chưa? Có. Và hiện giờ thì không. Khi mà anh ngồi đây và anh nói như vậy thì em kiểu em cảm giác là không biết sao nữa, thấy em chưa có tin lắm. Thật sự là em chưa tin về cái ví dụ như hồi nãy em không nói là em phải tiếp vào đó, và nếu như hiện tại thì em sẽ giữ cái mối quan hệ đó ở bên cạnh, đúng không? Thì anh, nếu mà em không nói câu đó thì anh có nói câu này không? Thì anh có còn cảm giác như hiện tại anh đang gặp em không? Anh sợ là em, anh sợ anh với em vẫn như ngày xưa, vẫn là hai người ở hai cái thế giới khác nhau. Và anh như nói là anh sợ anh đau lòng. Em có một cái châm ngôn trong đầu nữa. Em có suy nghĩ về nãy châm ngôn của em á, là nếu mà bạn đang ở bên cạnh một người, đúng không? Mình đang yêu họ đi, mình còn yêu họ đi, thì mình sẽ không đến với người thứ hai. Và đó là lý do tại sao em hỏi anh là trong thời gian qua anh có yêu ai chưa. Và kiểu em nghĩ là vậy thì chắc là anh đã kết thúc cái tình cảm với em ở quá khứ rồi. Anh mới tới được với người sau. Vì anh cảm thấy anh không có cơ hội. Em mới hơi khựng lại một chút. Em khựng vì điều gì? Hiện tại là không tin. Nó phải có thời gian để chứng minh chứ. Nhưng mà tình cảm khó nói nha. Thật ra cuộc sống này nó là luôn luôn là chuyển động. Khi một chuyện gì đó nào đó mà nó dừng lại thì có nghĩa là nó đã bắt đầu đi lùi rồi. Trong suốt một khoảng thời gian dài qua, câu chuyện của hai bạn thực chất nó đã lùi trở ngược về vạch xuất phát rồi đó. Cho nên là bây giờ giống như nãy giờ Huy đã hỏi Lan một câu hỏi mà Lan thật ra là cũng chưa có trả lời. Mà thực tế là bởi vì chưa thể trả lời được. Đúng rồi. Câu chuyện của các bạn dừng lại những năm về trước, nó không còn nằm ở vị trí đó nữa. Nó quay trở về điểm xuất phát mất rồi. Cho nên bây giờ những người đàn ông buộc phải đấu tranh, mà bây giờ là phải đấu tranh lại từ đầu. Cho nên câu hỏi của Huy bây giờ chưa có câu trả lời. Nó phụ thuộc vào cái quá trình đấu tranh tiếp theo. Đó. Lớp hào tập tiếp theo. Mà cái quá trình tiếp theo của Huy thì thật đáng tiếc là ekip sẽ không thể nào can thiệp vô được nữa rồi. Đúng rồi. Đó, mọi chuyện nó vượt ra ngoài tầm kiểm soát rồi. Nó khó hơn cô nữa. Cô dâu 8 tuổi là cái này hơn nữa. Chú Lan mới nói một câu khó hơn nữa đó anh thì... Khó hơn nữa. Lan bây giờ cao thêm mấy phân nữa mà. Tình yêu nó là như vậy mà. Nó vốn không có câu trả lời đâu. Nó sẽ buộc phải có một quá trình. Thì thật ra là tất cả những điều nãy giờ mà Thiếu Lan nói, theo mình hiểu nha, theo mình hiểu thì còn thiếu một chút cảm giác. Thiếu một chút cái cảm giác để cho cảm thấy là câu chuyện tình này có thể. Bởi vì phụ nữ mà, quan trọng là cảm giác thôi. Giống như anh May nói kết thôi, là cần cảm giác. Tại vì hiện tại hồi trước là cảm giác như vậy, nhưng hiện tại đối với cảm giác như thế nào đâu. Mà nãy giờ em anh đâu gặp nhau nhiều.
chị giao tiếp với nhau nãy giờ xíu xíu không? Nhưng mà em vẫn rất là tôn trọng anh nha. Vẫn còn một câu chuyện nữa mà khán giả và chương trình cũng khá là quan tâm, đó là song song với câu chuyện của Huy Lan là câu chuyện của Tâm Lan. Dạ. Thì như hồi nãy mình đã được biết thì bỗng dưng không liên lạc, không nói chuyện. Như vậy thì sau một khoảng thời gian dài, rất là dài, bây giờ đã có một cái cơ hội ngồi lại với nhau, thì các bạn có muốn nói với nhau điều gì không? Thì sau khoảng thời gian cũng lâu sau chương trình mình mới gặp lại nhau ngày hôm nay, thì thấy em cao lên được 2-3 phân, anh rất là vui vì điều đó. Mình gặp nhau thì mình chia sẻ, hỏi thăm, rồi như vậy là vui rồi, anh chỉ cần vậy thôi. Và em nghe thấy anh có một người ở nhà đang có ý định đi xa, rồi em thấy wow. Cảm ơn em. Gần đây có một câu nói thế này là ai trong chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc, không hạnh phúc cùng nhau, nhưng miễn hạnh phúc là được. Thì rất vui là đã có người tìm được đến với bờ hạnh phúc. Những người còn lại vẫn còn đang rất cố gắng, nhưng ít ra là vẫn đang tiến lên. Miễn là mình cứ tiến thì chắc chắn là cái đích đến hạnh phúc nó nằm đâu đó ở phía trước mà thôi. Rồi sẽ có một ngày mình tiến đến được. Rất là vui vì hôm nay các bạn đã đến đây. Tuy ít, nhưng là cái sự ít ỏi mà duyên nợ đã sắp đặt. Quá tuyệt rồi. Đây là những món quà nho nhỏ để cho các bạn có một chút kỷ niệm với chương trình. Rất cảm ơn cả ba người đã đến đây hôm nay. Em cảm ơn anh. Đây, xin gửi. Còn bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.